Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi là Giang Saito và đây là video cùng chơi game Pokemon Legend Arceus. Ok, ở video trước thì tôi đã hoàn thành ba cái nhiệm vụ Trial of the Lake, tức là nhiệm vụ mà liên quan đến bộ ba ao hồ á. Rồi thì ở video này thì tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình thì như anh em cũng đã biết thì video trước sau khi cái vết nứt nó càng ngày nó càng nở rộ ra, nó nứt càng ngày càng nhiều thì không gian đã thay đổi hoàn toàn. Thì cái việc này theo cá nhân tôi thôi nha, tôi nghĩ là cái việc này là có liên quan đến bộ ba sáng tạo. Rồi bây giờ là mình sẽ tiếp tục. Ok, gặp Irida ở đây nè. Khi mà tôi up cái video Trial of the Lake lên á, là video trước á, thì như anh em nói là đến đoạn này thì gần xong cốt truyện chính của game rồi. Nếu vậy á, thì thật sự là cái game Legend Arceus này á, nó dài á, là do nhiều nhiệm vụ phụ và chúng ta phải bắt rất là nhiều Pokemon, thậm chí là phải bắt hết. Nó sẽ khiến cho cái thời gian chơi của những game thủ á, là chơi rất là nhiều. Còn cái cốt truyện chính tới đây mà anh em nói là gần xong thì tôi cảm thấy là nó khá ngắn. Cốt truyện chính nó khá ngắn, quan trọng là nhiệm vụ phụ và việc bắt Pokemon làm các nhiệm vụ mà tăng sao ấy, thì mấy cái đó nó mới khiến cho game dài hơn. Rồi, ok. Gặp lại thanh niên vô lỗ nè. Thanh niên này tên là Volo nhưng mà nhiều anh em nói là đọc là vô lỗ. Gì đây? Mà ba cái Max Potion cho Max Revive, nhưng mà Max Potion bộ tôi chuẩn bị đấu với boss căng thẳng lắm hay sao mà người thì cho hồi sinh, người thì cho máu vậy. Nói chuyện nhiều thế nhờ. Rồi, chúng ta sẽ đến cái núi Hitomao Coronet. Là đến cái núi Coronet để mà nói chuyện với lại Commander, nói chuyện với chỉ huy. Từ từ. Vì vẫn còn nguyên liệu ở đây cho nên là tôi sẽ chế thêm bóng. Trời ơi, chế mới có mấy cái hết nguyên liệu rồi. Ok. Thôi, let's go luôn. Có một con Luxray ở đây, Electabuzz luôn kìa. Đừng xe qua đây nha. Đừng có xe qua đây nha. Electabuzz hả? Đấy, 53 luôn. Cái trái hư này vứt đi. Không ăn nhờ. Không ăn thì ném cái mật ong qua anh đây. Không ăn luôn. Đây, ăn rồi. Uncha đấy em, Electivire Alpha luôn. Ui. Có bánh trước mặt kìa. What the?
hay lắm, ăn đi. Oh come. Thôi chùn. Từ từ, tôi coi ở đây là chỗ nào, mốt tôi quay lại tôi bắt nó. À đây đúng không, rồi. Ok, tới nơi. Nó cái hàng gì vải đạn thiệt. What, thanh niên nào đây? À, không phải thanh niên, một ông cụ Benny. Đâu hả? Hay gì vậy? Are you serious? What the hell? Oh man, ông này là một shinobi. Nhìn giống như ba của Kakashi nhỉ. Nanh trắng à. Ủa đấu thiệt hả? What the hell man? À, đổi Pokemon. Con này đánh lại đâu? Đâu? À, come on. Oh man, bị trên level nhiều quá. Strong style. Usaluna luôn đi. Strong style. Oh, really man? Hay lắm. Đùa. Sneasel là con này hả? Độc hả? Độc chết dữ nữa em. Come on. Đánh hai lần. Tiếp đây, còn hai con đúng không? Gardevoir. 60 luôn. Này tôi bị lệch level nhiều quá rồi anh em ơi. À, tâm linh hả ta? À trong xong video này chắc phải dành thời gian ra cày thêm á. Chứ level kiểu này là to anh rồi anh em à. Trời ơi. Come on.
toàn mẹ nó đội hình. Con cuối đây. À, hồi sinh, buộc lòng phải hồi sinh rồi. À, max revive luôn đi, có một cái. À, Psycho Cut. Vậy mà thắng hơn thiệt, chết nguyên đội hình. Này thì nanh trắng hả? Nanh trắng, nanh bạc gì đây? À, còn con sống à? Come on. Hồi máu giùm coi. What the... À, hay lắm, được hồi máu giùm luôn. Ngon, ngon vậy mới được chứ. Cái này khỉ gì đây? À, hình như là hình ảnh tất cả các Pokemon huyền thoại đúng không? Tôi thấy Chikiki Red nè. Ok, tiếp tục hành trình. À, ở đây là có bán item. Ok, thì tới lúc này bán item thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ sắp có những cái trận chiến nó từ từ. Ui trời ơi, sắp có những cái trận chiến nó khá là cam go đấy, cho nên là thủ sẵn ai tầm đi hen. Nó cày cuốc biết bao nhiêu tiền mua đồ phát hết sạch. Rồi sell luôn. À, sell. Ok, nói chuyện với Commander Komado ở cái núi Coronet. Tôi nghĩ là sẽ có một trận đấu với thủ lĩnh Shinobi. Ông này hình như là cái ông mà tôi hay gọi là Sohun rồi đúng không? Giờ ông mặc đồ như là Samurai. Mà với đội hình này chắc tôi toang quá anh em, đánh sao lại. Ok. Rồi, đấu với ổng rồi. Bốn con thôi hả? Được. Bốn con thì được chứ sáu con là mình toang. Sáu chục không? Sáu một. Đùa nhau à, hơn 13 cấp.
hơn 13 cấp thì đánh kiểu gì? À, toàn S đi ha. Lấy con này ra toàn S. Toàn S chứ lộn, cái toàn S hoài, toàn S. Một hit. Golem. Ui cha. Trời ơi là trời, hai lượt liên tiếp. Đùa nhau sao? Low combat. Low combat, họ lấy Usaluna đi. À, tại vì nó trên level mình thôi chứ chịu nổi một hit của Usaluna cũng hơi khó đó nha. Steel Rock. Lên đường. Nó là à, ok, baby đấu dài. Baby đấu dài thêm cái nữa. Lên đường nè. Ok, Nisler. Lên đường đi em ơi. Còn cối đây. Họ là Fable khích. Toàn à. Level cao quá. Hay lắm, hay lắm. He, he, he. 45 đánh bại 61 em ơi. Ông này thấy yếu hơn cái ông Shinobi hồi nãy. Gì vậy? Nghi thức rạch bụng hả? Gì vậy? What the hell, một số huynh mà cúi đầu. Số phận đã được quyết định. Tôi xin lỗi. What the hell man. Còn gì là một số huynh nữa. Không, nhưng mà ông này à, có lỗi nhận lỗi là rất là tốt anh em mà. Dù tôi nghĩ là địa vị của ông rất là cao. À, đem cái Red Chain đến cái đền của Sinnoh, Temple Sinnoh là đền Sinnoh á. À,
đội hình cũng đã được tự động tăng máu đầy đủ thì tôi cũng sell phát. Ok, đem cái red chain lên đây. Từ từ, xung quanh đây có ai tầm gì không? Tượng Pokemon, tượng con Cleaver. Bên này là con hưu. Tất cả các tượng của Pokemon Hisuian nè, Ursaluna nè. Những con mà mình đã đánh bại ấy. Ý, con này con băng đúng không? Tôi tưởng cái bức tượng bị bể chứ. Ok, sử dụng Red Gen đi. Cái gì vậy? Có tiếng nói vang vọng trong đầu của Irida. 10 cái Unchabo. Rồi, chuẩn bị bắt con gì đây? Hình như là chỗ này là cái đền của Arceus thì phải. Tôi thấy cái dấu hiệu Arceus ở trên nóc của ngôi đền. Bokia. Ủa còn Dialga sao ta? Dialga có bắt được không? Hay là chỉ bắt được một trong hai? Ai sử dụng Red Chain để kìm hãm sức mạnh của nó. Úi giời ơi. Rồi. Sáu mươi lăm. What? Để dùng chiêu đặc biệt luôn. Cà răng. Rồi xài tàn chiêu đặc biệt. Rồi né né ra đi. Nó đánh trúng mình. Không nên dùng poison trap. Dùng poison trap nó mà trúng độc cái là toang luôn. Rồi bắt. Ngon. Tròn tile. Earth Power. với cái bộ kiêu này thì muốn bắt nó cũng căng nha. Hai mươi bốn cái Uncha, không biết là bắt được không. Really? Một bóng không? Ủa heo cốt chuyện là vậy hả ta? Hay là do tôi hên vậy? Ủa còn con Dialga thì sao? Còn Dialga có bắt được không? Hay chỉ bắt được một trong hai nhỉ? Bắt tiếp luôn. À đủ vậy bắt cả hai luôn anh em. Con này trông bự hơn hẳn. Bự hơn hẳn con kia luôn.
Úi giời. Con này không bắt mà chạy à. What the hell? Bắt cả hai chứ. Oh man. Thấy đai AUG xuất hiện là hú cái là nguyên đám chạy hết. Ok. Thanh niên Aida này giống như là nghe được lời thì thầm của các huyền thoại hay sao ấy. Sức mạnh tâm linh nè. Ok. Có nhiệm vụ mới. Ba cái candy truffle. Vẫn còn nói chuyện tiếp tục. Thoại quá nhiều. Alright. Thì cái nhiệm vụ tiếp theo tôi nghĩ là sẽ phải đi tìm Volo. Ủa phải à, đến cái nơi mà bạn có thể lấy được cái Origin Orb, tức là viên đá Origin à. Rồi tôi kiểm tra lại chút xíu là Candy Truffle hả? Đâu rồi? Hồi nãy tôi được cho ba cái Candy Truffle là gì ta? Đâu thấy đâu, what the hell man. À lấy cái này cái đã. À vứt cái này đi. Rồi nhiệm vụ tiếp theo. Ủa khoan, ở đây có một cái nhiệm vụ có thể được nhận nè. Nhận luôn đi. Nhận trước sau này làm sao cũng được. Nhiệm vụ số 87. Tám mấy cái nhiệm vụ qua trời là trời. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là tôi sẽ phải đến đây. À, đến đây và lấy cái Origin Orb và tôi sẽ thực hiện nó ở video sau. Video này cũng sẽ ngừng lại ở đây. Nếu anh em thấy hay, để lại một like, hãy chia sẻ video này cho bạn bè, share lên các group Pokemon. Và nếu anh em muốn đồng hành cùng tôi trong những video tiếp theo thì nhớ nhấn nút đăng ký ở phía bên dưới nha. Ok, rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em.